mất đi cả. Ai toàn chơi nhấn này. Ok, hello, mình chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. Mọi người ơi, thì hôm nay mình đang đeo rank ấy, mình bất ngờ gặp được một cái tem siêu nhân anh em ạ. Đó, anh em xem không? Gặp toàn là siêu nhân thôi, nhưng mà đặc biệt là pick toàn tướng DC anh em ạ. Tên siêu nhân nhưng mà đặc biệt là pick toàn tướng DC thôi mọi người ơi. Ui, kinh căng thật là. Ui, cái gì á? Bọn tao đại diện cho công lý. Ui, mọi người ơi, gặp tem siêu nhân xong rồi còn đại diện cho công lý bảo vệ trái đất đấy rồi. Ôi, trận đấu này chắc chắn là một trận đấu khá là hay anh em ạ. Đó, anh em nhớ xem hết video nha. Thì game này mình lại cầm quý nen anh em ơi, mình không cầm Edron. Mình kiểu là mình đang trai á, mình đang chân neo đánh đó. Thì gặp ngay trận đấu này thề luôn anh em ạ. Gặp toàn kiểu tướng nhiều nhà tướng nhiều vàng ấy, toàn 28k vàng thôi. Anh em thấy tướng DC vàng rất đắt luôn. Đó. Nhưng mà không sao, mình tầm Edron game này cũng khá là khoai anh em ạ. Gặp toàn tướng DC này khá là khó chịu nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng nha. Dù game này thắng hay thua thì mình sẽ cố gắng gọi như này là quay video lại cho mọi người xem nha. Rất là hiếm hoi để gặp được một trận đấu mà nó hay như này. Gặp những trận đấu mà gặp toàn siêu nhân anh em ạ. Nào là Superman này, Batman này, Rocker này, còn Wonder Woman nữa, sở ơi, Flash ấy. Toàn siêu nhân thôi anh em ạ. Ok. Thì team mình đã bị làm xuống hai mạng. Ok, mình sẽ lên mình vết mạng. Úi giời, Superman làm gì đây? Một chọc này, một chém này. Vâng. Mạng đầu tiên dành cho mình. Và tiếp tục mạng Flash tại không đây. Flash đã chạy rồi, chạy rất là nhanh luôn. Làm gì ạ? Ủa sở ơi. Gao hồng anh em ạ. Flash tên là gao hồng và Superman tên là gao đỏ. À quên, gao đen. Cái gì kia là còn gao trắng anh em ạ. Thề gặp toàn là siêu nhân thôi anh em ạ. Gặp toàn là thánh anh em ạ. Ok, mình sẽ lấp đây này. Joker còn chấm máu nha. Và mình sẽ băng vào nha mọi người. Giờ một chọc là chạy nha anh em ơi. Cái cắn kiểu cắn trộm anh em ạ. Chạy thôi anh em ơi. Pha là chạy thôi cho mọi người. Batman tàn hình rồi. À chưa. Batman đang bị dí theo cả Superman nữa. Tiếp tục là dí theo và mình té. Mình té mọi người. Pha mình té thôi anh em ạ. Chạy thôi. Ui. Superman. Ui. Khó chịu thế. Đó Flash. Ui. Nắm khống chế cực kỳ anh em ạ. Ui rồi lại còn cái mắt của con Batman nữa. Cái thế nhỉ, và follow lên Letilo. Tung hoa đang múa vào đây là follow những tình huống múa nó phải gọi cực gắt. Tiếp tục là follow đang dí lên và cả Tulen nữa. Trời ơi, thằng Batman kìa. Úi xồi, Batman rất là hổ báo anh em ạ. Trời ơi, toàn là siêu nhân thôi, rất là khó chịu anh em ạ. Cả Joker nó thể, Joker nó có chiêu 2 thì nó bật lên thì nó kiểu nó bị miễn nhiễm ấy. Đấy, rất là khó chịu luôn. Tem nó toàn khó chịu thôi anh em ạ. Đó, nhưng mà game này cầm Edron thì nó mới hay. Nhưng mà mình kiểu là mình đấu tổ hợp ấy, mình rất là bất ngờ luôn gặp trận đấu như này. Nhưng mà không sao anh em ạ, mình kiểu bất ngờ mình quay lại cho mọi người xem thôi, dù thắng hay thua nha. Ok, kiểu giải trí anh em ạ, lâu lâu gặp trận đấu này giải trí thôi. Mình nên mình canh Wonder Woman này. Wonder Woman là 1-2 bạn ơi. 1-2 rồi, xong Wonder Woman chạy đi đâu đây? Không phải chạy lên quận nha, vào thớt thôi bạn ơi, lên số thôi. Ủa, trời xong rồi. Là con Superman nó gáo đen. Trời ơi, anh ơi thay em đi. Thay em đi, trời ơi. Má thề. Kẻ đi săn thành con mồi rồi anh em ạ. Các trường thật thằng gáo đen. Anh em biết rồi, xem xuyên đấy, gáo đen nó là con trâu anh em ạ. Nó đẩy rất là căng luôn, nó cầm ngang con Superman. Kiểu như này đúng kiểu đúng là trùng hợp anh em ạ. Gao đen cầm Superman rất là chuẩn luôn. Này còn cái gì gao trắng này cầm AD. Úi dồi ôi. Thật sự game này rất là hay anh em ạ. Ok mọi người nhá. Lên tiếp đây. Buồn cười gặp game này lấy rồi là team mình tóc hoài rất là nhiều luôn ạ. Mình đang chay để đấu giải đấy. Gặp nghe team này rất là buồn cười luôn. Ok. Thì anh em thích những trận đấu như này thì anh em đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đó thì rất là hiếm để gặp những trận đấu và nó hay như thế này anh em ạ. Anh em không like thì hơi phí nha. Ok, rồi mình sẽ lên, mình sẽ canh rồng này. Lấy giờ là không canh rồng anh em ạ. Giờ mình canh rồng. Batman này, ui sổ ơi. Bị cầm lặng từ vị trí Alice rồi. Và tiếp tục là Alice bị dí theo bảo Batman làm gì đây. Ui dồi ôi. Batman tung hoa múa kiếm nhưng mà anh ta phải nằm xuống rồi. Và tiếp tục mặc ở tiên mình Joker lao lên bắn nhưng mà mình chém đằng sau đây, mình chém ui rồi mà nó có chiêu 2 anh em ạ, né rất là nhiều luôn cả lỗ tại kìa. Ui Superman, anh ơi thay em đi, lại nặng con bò anh em ạ. Con siêu đen anh em ạ, nó cứ bạn băng lên nó đẩy mình thôi anh em ạ, đẩy như là đẩy anh em ạ. Mình có phải là BD đâu đẩy qua anh em ạ. Ui rồi Flash làm gì vậy, bật ulti lên và quay tay rồi. À, tiếp tục Flash này một chém nhưng không chết anh em ạ. Mình không phải là người ăn anh em ơi, tí nữa mình dí nha mọi người. Đừng mình đứng mình canh Joker này thề. Cái này lấy giờ anh em ạ. Nó có bật chiêu 2 nó né được sát thương anh em ạ. Rất là cay game này mình gặp Edron thì nó là công chỉ khác. Ôi bắt bạn kìa. Bắt bạn ulti ai ơi, thấp thôi đi ơi. Để mình này Joker này từ anh em ơi. Về anh em bắt bạn nó ulti anh em ơi, mình yếu máu rồi. Ok đây bắt rồi, xong man. Làm gì đây? Hết mắt là chết. Một chém này rồi xong mình dí theo mọi người, phát này chết này. Một chém double kill này. Và tiếp tục bạn của Superman chạy đâu đây? Superman bị cầm nặng rồi. Tiếp tục là Superman này, Superman này. Trời ơi. Sao mấy pha đẩy mình anh em ạ, nhưng bây giờ là anh ta phải nằm xuống rồi. Đó, toàn là siêu nhân anh em ạ, rất là khó chịu. Đấy, mình rất là ngại những cái tem những kiểu đó, nhưng mà gặp là chơi anh em ạ. Tính mình đã gặp là chơi anh em ơi, dù sợ nhưng hay là nhào gặp là chơi cho mọi người, gặp là búc thôi. Không có đâu xoắn anh em ạ. Ok, mình sẽ cố gắng mình lên mình farm full đồ để mà cuối game chém một phát cho nó mãn nhãn nha mọi người, chém phát cho nó chí mạng nó căng nha. Ok, và trên đây Flash này anh đừng top rồi này mọi người, mình sẽ lên một canh tiếp nha.
À, Floor đã phải lên bảng điểm số rồi mà, nhưng mà còn mình vẫn đây, còn mình cả Tulen lên trước rồi, để mình nhá, mình đến sau đây. Ui, Wonder của mình còn chấm máu thì mình sẽ lên mình vét mạng này, nhưng mà có vét được không đây? Ủa rồi, hai thằng này, ui, tém nó khỏi chúng khó chịu cực kỳ nhá mà. Thể thằng bắt mãn mới là Flash đi chung khó chịu cực kỳ luôn anh em ơi. Từ mình sẽ lui lại nha. Ui, toàn tướng kiểu khó chịu ấy. Ui, đấm đấm nó, ui rồi, anh ơi thay em đi. À, thằng Wonder của mình còn chấm máu nó về mất rồi, kìa rất là đen luôn, cái gì đây? À, nó còn Flash ulti rồi, ôi, đen ơi là đen. À, cái file thể muốn đập máy luôn anh em ạ. Cay thật. Tem mình thì không có ai luôn, tem nó lúc láng 3-4 thằng mà tem mình thì SP lăng ta lăng hoàng. Kìa SP bị đẩy rồi, vâng, rất đẩy rất nhanh, đẩy đẩy rất là mạnh từ với chiếc của Superman gao đen. Đúng là con bò anh em ạ. Thằng này đúng là kiểu là trâu bò không phải người anh em ơi. Vừa rồi là còn nó Joker kìa. Ui. Game này rất là khó chịu luôn đấy mọi người. Nhưng mà để mà win game này thì cũng khá là khó đấy. Ok, mình sẽ cố gắng mình win nha mọi người. Càng phết nhờ. Ui, tu canh kìa, trên top lại bị canh kìa. Batman rồi là Flash cả Wonder Woman. Ủa rồi, mất chủ top rồi mọi người ạ. Và Wonder Woman tiếp tục dí theo cả Flow. Ui, 3-1 anh em ạ. 3-1 không chuột cũng què thôi anh em ơi. Game này phải lên tầm chậm thôi anh em ạ. Đúng rồi, bỏ sợ bê đi, lên trực băng đi, nhanh lên lên trực băng khẩn trương đi. Thằng Flash, mấy thằng Superman nó khó chịu quá. À thế anh em ơi. Ui cái gì, nó đâu thế chơi gì. Ôi ơi, Floor bị nó ganh liên tục anh em ạ, rất là cay luôn. Mình thế thôi, cảm giác mình bị ganh cũng khá là khó chịu đó. Nhưng mà tí mình sẽ băng sau này. Đâu rồi, thằng Superman đâu rồi, còn chấm máu chạy mất tiêu anh em ạ. Ai Wonder Woman làm gì đây? Wonder Woman mình sẽ rình nha mọi người, mình sẽ đợi hết máu này, một chọc này, một chém này. Ui, ulti anh em ạ, mất ulti à. Ui, trâu thế nhà, thôi lui cho mọi người. À, còn Wonder Woman nó trâu quá luôn đấy. Thì mình sẽ sau vào chọc lại sau, không về à? Không về này, ui, chạy đâu, không về này anh em ơi. À, mình đã nuôi rồi để cho nó về rồi mà nó không về anh em ạ. Còn cố lên ham lính, đúng là ham, đúng là tội tham thì thâm anh em ơi. Chết ngay anh em ơi, vàng mạng chấm dứt dành cho mình rồi, mình có vàng rồi mọi người ơi. Chấm dứt thì như lấy là 300 hay 400 vàng nhà mình không đi nữa. Ok này, tem mình cũng lấy được một trụ rồng anh em ơi. Tem mình mà để đi chung khá là khó chịu đấy, nhưng mà tem mình nó cứ đi lẻ thôi. Lấy giờ sờ bê cứ lăng ta lăng hoang anh em ạ. Cay ơi là cay. Ok, mình lên thành kiếm này, lên được một đồ chí mạng rồi là chém cũng khá nào đấy. Ok, mình tiếp tục farm nha, farm để cho có đồ để cuối game chơi bọn siêu nhân này. À, gặp ngay bọn siêu nhân anh em ạ, khó chịu cực kỳ anh em ạ. Ok, vào Joker kìa. Ui, nó còn Batman. Ui ôi, tem mặt đông thế, năm mặt ra bít kìa. Và Batman phải làm xuống rồi. Từ bạn ơi, đợi mình nào. Mình sẽ ulti mình ra check map. À đây, Superman này. Chạy đâu đây rồi? Xong cái này hết đường chạy nha. Cái pha này không chạy đến quận này, vẫn tiếp tục bay từ vị trí Superman. Ui, lại còn bay gì đấy? Bay. À đây này. Một bắn kìa. À đây đây, bắn đi. Ui sổi hay đấy. Đừng quái hoa được nữa thì thôi, chịu luôn nha. Từ Joker mình dính mình chém tiếp này. Joker giờ khô đi anh em ạ. Tỉnh rồi, nãy bị chém chết đã. À, đây đây. Này tỉnh này, trời ơi. May anh em ạ, may nó không có chiêu hai đấy, nó có chiêu hai mình kéo bị outlay rồi. Từ mình lúc đây này. Tem bạn là cậy khỏe anh em ạ, cậy toàn tướng cũng mạnh khỏe thôi, thì cứ lên càn anh em ạ. Thì của Wonder kìa, nó cứ băng trụ cả thằng Flash với thằng Superman nữa, nó cứ băng trụ nó giết tem mình thôi. Thì nhìn đồng đội của mình nằm xuống mà lòng đau như cắt, nước mắt nó cứ chảy đầm đìa thôi. Từ của thằng Wonder của mình còn chấm máu này, mình sẽ trả thù nha. Đâu rồi, ui, chạy lẹ thế nhờ, mình lui nha mọi người, vào sâu quá rồi. Ui, nó còn bị quất roi nhưng không sao nha. Ui, bắt bạn lại, bắt bạn, ui đồng thế, thôi bạn ơi tha mình đi. Trời ơi làm gì đây, từ nha mọi người, mình sẽ ui, còn thằng Superman đẩy kìa. Ui, tem mình Flash nó đâu ra vậy? Ui trời ơi, cay thế nhờ. Mà đáng ra video ngày hôm nay mình cầm Eron mình lên đồ chí mạng cơ, nhưng mà gặp cái tem này thì mình quay cho mọi người xem đó. Không biết mọi người có thích những video kiểu này không, nếu mà anh em thích thì mình sẽ gọi nhà mời những anh em mà ở trong bot của mình vào để mà tạo tem 5 nha, để kiểu tạo tem 5 năm ấy, để mà chơi tạo những cái tem gọi là siêu phẩm như này đấy. Thật sự lần đầu tiên mình gặp tem này luôn anh em ạ, thật sự rất là vui luôn đấy mọi người đó. Thì lại giờ là bị Floor bị đây rồi, xong Batman đi nè rồi, xong bò lạc trời ơi, một mạng của mình rất là thơm luôn anh em ơi. Nãy giờ là Floor bị ép quá trời luôn anh em ạ. Từ mình sẽ lên mình ganh Floor nha. Floor giờ khóc hơi nhiều. Đó, mình cũng vậy mà, mình bị ganh khá nhiều nhưng mà chết 4 mạng kìa. Ok, thì nếu anh em mà thích những video kiểu này thì mọi người nhớ comment nha, để mình cố gắng gọi như là thu xếp tạo tem 5 năm để mà giao lưu cùng mọi người nha, để mà làm video cho mọi người lên TV nha. Ok, uầy, Flash định ăn bùa xanh mà không được đâu, mình đến mình trừng trị luôn anh em ạ. Kiểu như là người, kiểu là người làm ảnh hưởng anh em ạ. Ok, từ mình sẽ lấp đây này. Mình sẽ lấp đây, mình sẽ có xem ai đi qua không. Nãy giờ là Flash với thằng Batman đi qua đây hơi nhiều nha. Từ từ nuôi về tí này. À đi đâu, về bạn ơi. Về xíu này. Ui đây Joker, mất chiêu hai nha Joker. Mất chiêu hai một chém. Ui dồi anh em ơi. Mất chiêu hai một chém chết luôn kìa. Flash chạy nhất nhanh luôn. Ui anh em thấy không? Chỉ cần Joker mất chiêu hai thôi là mình la mình chém cho phát chết luôn. Cả là Batman là gì? Batman với thằng Joker tầm này là mình cho lên bảng điểm số nhanh cực kỳ luôn nha mọi người. Ui. Cái Wonder Woman kìa, hai chém thôi. Ui, Wonder Woman 56 đấy. Ui, nó ulti là chậm ulti luôn. Này thì ulti này anh em ơi. Ngay cả Wonder Woman trâu như vậy mình còn chém thì thôi xong rồi. Game này khả năng cao là win anh em ạ. Anh em nhớ like cho mình. Ui. Đấy, thằng Flash đâu ra vậy? Ui. Thể cay thế nhờ.
nó cắn trộm anh em ạ, nó cứ lao lên trên bờ sông luôn, ti cắn trộm vậy sao chơi được ta. Đen ơi là đen anh em ạ. Ui khó chịu cực kỳ. Ui Batman kìa, ui bắt AD mình rồi. Ui xong luôn. Batman bây giờ chỉ có mình thôi anh em ạ, Batman tầm này chỉ có mình chị thôi. Chứ mà để tem nó mà bắt nẻ khá là khó chịu anh em ạ. Mình tem mình cũng bắt nẻ tốt nhưng mà tem nó khó chịu hơn. Ok mình sẽ đợi mình anh em ơi, đợi mình Alice đây. Alice bị dí theo bởi ba thành viên kìa. Rất là khó chịu luôn. Thằng Superman với thằng Flash nó đẩy gì úi rồi ôi. Còn mà đỡ kiểu gì các bạn. Đây đẩy tiếp kìa. Cay ơi là cay anh em ạ. Ở game này tem này của mình mà lết mà full đồi kéo thua anh em ạ. Lên win sớm là anh em ơi. Lên farm win sớm thôi. Lên game này giờ tem bạn cuối game thằng Rocker rất là khó chịu luôn anh em ạ. Cái cả Superman này nó có bôi đỏ đẩy rất là căng luôn anh em ạ. Chạy đâu đây? Úi rồi đấy chưa. Đẩy xong nó chạy về anh em ạ. Đấy cầm lặng quá đi còn không làm được gì nó kìa. Kiểu làm chậm nó một tí xong nó đẩy đấy đẩy à. Đấy. Rất là khó chịu anh em ạ. Anh em lên gói nguy sớm luôn nha. Để mà lết game thì hơi là khó chịu ấy mọi người. Ok từ giờ mình xem Rocker đâu rồi. Rocker à đây rồi. Ui game mọi người thấy không? Mà nó có chiêu 2 kìa. Ken đen thật anh em ạ. Đây phải đợi nó mất chiêu 2 kìa mọi người, từ nha. Pha này thì mình móc nha mọi người. À cay nhờ nó có chiêu 2 rất khó chịu anh em ạ. Thử bắt man dưới kìa. Ui nó có mắt rồi anh em ạ, thủ xong rồi. Lùi thôi bạn ơi. Ui thôi. Đấy anh em thấy không? Nó cứ bật chiêu 2 nó dí lên thì ai mà đỡ được anh em ạ. Rất là khó chịu luôn. Thôi về đi bạn ơi, về đi. Ui phải hết kìa. Bắn đi. Ui. Vì rất gần chết anh em ạ, không sao để mình cho. Này Superman ui kìa. Này Superman hay chạy hộ. Ok, quét xanh là game win anh em ơi. Win thôi, đợi chờ gì nữa anh em ơi, win thôi. Win nhanh nha mọi người. Ok. Đấy thì anh em thấy một cái game này nó rất là căng anh em ơi. Dù thắng dù thua mình vẫn phải cố đăng mọi người, nhưng mà game này thắng anh em ơi. Thắng rồi ok. Lên anh em ơi, game anh em rồi. À đây đâu? À đây đã hết máu, về hồi máu anh em ạ. Từ mình sẽ ra mình đép lính nha. Đép cao đường này đây này. À, cái game này mà thua đúng là nhục nhờ. Đấy để tem DC này mà win được thì đúng là khá nhục đấy nha. Cái gì chấp nhận thua. Ui, chấp nhận đi thôi bạn ơi. Đem bạn thấy không? Batman còn chấp nhận thua kìa. Thấy tem mình chắc sợ anh em ơi. Tem siêu nhân còn sợ anh em ạ. Siêu nhân giải cứu thế giới này thì chết chết rồi. Giải cứu kiểu này là đúng là trái đất này khó mà để sống sót anh em ạ. Ok, đây win sớm này, ăn dòng lên luôn anh em ơi. Rồi siêu nhân này mình chắc cho mọi người siêu nhân mà không giải cứu được thế giới. Giải cứu được trái đất anh em ạ. Đấy, ok. Siêu nhân này là mắc nhục. Ok rồi, lên win anh em ạ. Lên win thôi. À game này lăng ta lăng hoang. Đó, nếu mọi người thích những cái trận đấu như này thì mọi người nhớ like cho mình nha. Đấy, like đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ơ cái gì Batman rồi, xong Batman này. Xong rồi đứng yên luôn kìa. Batman gì đây rồi, xong. Này thì lại đứng yên anh em ạ, tiếp tục này. Con này thì mình vét nha mọi người, mình xanh này. Ui giời. Superman kìa, một chém. Ui, floor tiếp băng lên tung hoa. Ủa, tiếp tục mình ulti dí theo này. Tem bạn đâu rồi? Hết rồi anh em ạ. Tem bạn chạy hết rồi. Còn một đường cuối đây anh em ơi, khéo là win luôn anh em ạ, win luôn nha. Ok. Cái gì bọn ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Bọn ta sẽ không bỏ cuộc, trời ơi. Ghê thật sự anh em ạ. Thua rồi các bạn, kêu không bỏ cuộc em ơi. Ok tiếp này, vét này. Này thì Rocker, ui kìa. Ui. Rocker lấy được nhưng mà Flash thế mạng thay rồi. Ok tiếp tục bảng Wonder Woman một quét sạch luôn rồi. Quét sạch lần 2 nha. Ok. Nói chung là trận đấu này của mình xong rồi, anh em nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ mình nha. Ok mọi người thì hẹn mọi người video sau nha. Bye bye. Trận đấu quá ghê anh em ạ, quá vui luôn.